Công chúa Huyền Trân là một vị công chúa của triều đại nhà Trần trong lịch sử nước ta. Bà sinh năm 1287, mất năm 1340, là con của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là em gái của vua Trần Anh Tông và là vợ của vua Chế Mân của Vương quốc Chiêm Thành, hay chúng ta vẫn thường gọi là Champa. Nhắc tới vị công chúa nổi tiếng này thì một trong những câu chuyện không thể bỏ qua đó là cuộc hôn nhân chính trị với vua Chăm diễn ra vào năm 1306. Gọi hôn nhân chính trị là bởi để cưới được công chúa Huyền Trân, vua Chế Mân phải cắt đi hai phần đất của vương quốc Champa là Châu Ô và Châu Lý để dâng cho đất nước Đại Việt lúc bấy giờ như là xính lễ hỏi cưới cô dâu. Theo như sử sách, Châu Ô và Châu Lý ngày đó tương đương với tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay. Qua đó có thể thấy đây là phần xính lễ hỏi cưới cô dâu lớn nhất trong lịch sử nước ta, kể cả khi voi chín ngà, gà chín cửa là có thật. Sau đám cưới thì vua Chế Mân có đưa công chúa Huyền Trân xuôi ngược xuống vùng đất Nam Trung Bộ, và một trong những nơi mà họ dừng chân lại để hưởng tuần trăng mật với nhau là suối khoáng nóng Vĩnh Hảo, tỉnh Bình Thuận ngày nay. Và chính công chúa Huyền Trân đã là người đặt tên Vĩnh Hảo cho suối khoáng nóng tự nhiên này, với từ Vĩnh Hảo có nghĩa là mối giao hảo vĩnh cửu giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Năm 1307, tức là chỉ sau một năm kể từ cuộc hôn nhân chính trị, thì vua Chế Mân đã đột ngột băng hà. Và theo như tục lệ của vương quốc Chiêm Thành lúc bấy giờ là cứ hễ quốc vương của họ băng hà thì hoàng hậu cũng phải bị hỏa táng để chết cùng nhà vua. Biết được thông tin trên, vua Trần Anh Tông đã cho người tới cứu công chúa an toàn trở về. Như vậy, công chúa Huyền Trân đã làm hoàng hậu tại vương quốc Chiêm Thành duy nhất chỉ có một năm thôi. Và cũng chỉ cần một năm duy nhất đó, đất nước Đại Việt lúc bấy giờ đã mở rộng bờ cõi thêm hai phần đất rất lớn mà không hề tốn một thanh gươm hay mũi giáo nào. Và đó là những câu chuyện về nhân vật lịch sử Huyền Trân công chúa.